Theo lời quảng cáo trên mạng, chúng tôi đến một kho hàng trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại đây, hàng chục loại bỉm được xếp hàng la liệt với đủ các nhãn mác, mẫu mã khác nhau và đều in chữ nước ngoài. Người bán giới thiệu, đây đều là loại bỉm nội địa cao cấp từ Trung Quốc, Nhật Bản với giá chỉ hơn 100.000 đồng một bịch. Anh bớt này là nội địa Trung nè. Đúng rồi, đấy là nội địa Trung. Cái hàng nội địa Trung người bên đấy người ta có dùng không? Có. Dù quảng cáo là hàng nhập ngoại, nhưng không ít loại bỉm ở đây lại không hề có tem phụ bằng tiếng Việt, không biết công ty nào sản xuất, cũng như công ty nhập khẩu. Đặt hàng bây giờ cháu không về. Thế không có đơn vị nhập khẩu mà hải quan người ta cũng cho đi qua. Em chỉ biết là bọn em đặt công, họ sẽ kéo về cho bọn em và bọn em thanh toán tiền cho họ là xong. Tại một kho hàng khác, bỉm có mác nhập ngoại, không tem, lẫn có tem, cũng chất đầy hai bên lối đi. Trên bao bì in đủ các thứ tiếng. Cái này còn ghi là hàng Nhật, Nhật cái gì mà Nhật? Thế á? Toàn ghi là hàng Nhật à? Chúng nó toàn ghi hàng Nhật. Trên các trang mạng xã hội, ngập tràn những loại bỉm được quảng cáo là bỉm nội địa Trung cao cấp, được người dân Trung Quốc sử dụng nhiều. Tuy nhiên, vào các trang thương mại điện tử lớn ở Trung Quốc thì lại không thấy ai bán. Nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng chia sẻ trên mạng xã hội về việc cho con sử dụng các loại bỉm gắn mác nhập ngoại này, sau đó bị dị ứng. Theo bác sĩ của Viện Da Liễu Trung ương, nếu trẻ sử dụng bỉm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trong một thời gian dài, thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng rất xấu đối với sức khỏe. Ngoài cái việc gây viêm da tiếp xúc cấp tính như cái kia, nó có thể nhiễm những cái chất độc trong mực in, những cái chất thuốc tẩy của dùng trong công nghiệp, và nó có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe sau này của trẻ, ví dụ như có thể gây ra những cái bệnh lý nguy hiểm hơn đến tính mạng. Các bậc cha mẹ là nên lựa chọn những cái sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có cái độ đảm bảo về thương hiệu cũng như là chất lượng ở trên thị trường tốt từ lâu nay rồi, thì chúng ta nên dùng những cái sản phẩm đó. Với bỉm không rõ nguồn gốc thì khi xảy ra vấn đề gì thì quyền lợi của người dùng sẽ không được đảm bảo. Mình nhập khẩu ở đi. Sách tay. Thảo nào chả thấy có chữ tiếng Việt gì ở đây nhỉ? Sợ nó có đảm bảo không hả chị? Chắc chắn là chuẩn với chị. Bây giờ có bị làm sao thì em đến chị có được không? Chắc chắn là không làm sao cả. Nhưng mà giờ cái phần trăm ví dụ không may mà bé nó bị hâm, nó là do nhà mình chứ không cũng không phải do bỉm đâu ạ.